Đây là đại pháp còn gọi là đại giác pháp, đại giác tự, đại bồ đề tự, nằm ở phía đông cội bồ đề. Niên đại xác định xây cất ngôi đại tháp này có hai thuyết khác nhau, hoặc là vào thế kỷ thứ hai, hoặc là vào thế kỷ thứ tư. Đầu thế kỷ thứ năm, khi Ngài Pháp Hiển đến Thiên Trúc lễ bái các thánh tích, thì ở đây đã có tháp này. Đại tháp hiện tại vuông vức, mỗi bên 15 mét, cao dần lên khoảng 52 mét. Nhìn bề ngoài đại tháp có 9 tầng, nhưng bên trong chỉ có 2 tầng. Bốn mặt có rất nhiều hoa văn nổi, tượng Phật chạm trổ trang nghiêm, tinh xảo. Vào thế kỷ thứ 12, để tránh sự phá hoại của tín đồ Hồi giáo, người ta chôn giấu đại tháp bằng cách đắp cho ngôi tháp thành một gò đất. Mãi đến năm 1881, nhà khảo cổ học người Anh Cunningham mới phát hiện ra tháp này. Điều ấy khiến người đương thời hết sức kinh ngạc. Hàng năm, tín đồ Phật giáo đến đây lễ bái rất đông, mặc dù hiện nay chủ quyền một phần vẫn thuộc về giáo đồ Ấn giáo. Còn đây là kim tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tương truyền, sau khi đại tháp hoàn thành, người ta vẫn chưa tìm được tượng Phật nào tương xứng để an vị trên bệ thờ. Lúc ấy có một thanh niên tự xưng là nghệ nhân muốn phát tâm nhập thất 3 tháng để đắp tượng Phật. Vì quá nôn nóng để thấy tượng Phật, dù thời gian chưa đủ, người ta đã vội mở cửa tháp. Về cơ bản tượng Phật đã hoàn thành, chỉ còn một bờ vai chưa đắp xong, nhưng người thanh niên cũng không còn ở đó. Người ta nói rằng người thanh niên ấy là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc. Đây là cây Bồ Đề, còn gọi là giác thọ, Phật thọ, nằm ở phía tây, giáp với nền của đại tháp. Đức Thế Tôn đã từng chứng đắc quả vị Phật dưới cội cây này. Theo sử truyền, con gái vua Asoka là tăng già Mật Đa có lần đem nhánh chiết cây Bồ Đề ở đây đến trồng tại Tích Lan, trong rừng phía nam ở thủ đô nước này để truyền pháp. Về sau vào thế kỷ thứ 12, khi giáo đồ Hồi giáo xâm nhập Ấn Độ, cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng đã bị phá hoại một cách thảm hại, nên nhánh cây lại được đem từ Tích Lan trở về trồng tại Bồ Đề Đạo Tràng, tức cây Bồ Đề hiện nay mà chúng ta thấy. Hiện tại cây Bồ Đề già cỗi, tàn cây vươn rộng và dài, người ta phải dùng nhiều cột trụ để chống đỡ, có một bờ lan can bằng đá bao bọc xung quanh. Ngày nay khách hành hương đến chiêm bái Bồ Đề Đạo Tràng rất nhiều, ai cũng tranh thủ được tụng kinh dưới cội cây Bồ Đề một lần. Thiền định xung quanh đại tháp để cảm nghe cái không khí linh thiêng của mấy ngàn năm trước, để tìm thấy những giây phút tinh khôi vô nhiễm của mình. Còn hạnh phúc nào hơn được ngồi nơi đây để lắng đọng tâm tư trong từng nhịp thở, để được quỳ đảnh lễ Đức Phật bằng cả lòng tôn kính và chân thành của mình. Trong hầu hết các thánh tích Phật giáo khắp xứ Ấn Độ, vua Asoka đều cho xây dựng thạch trụ để kỷ niệm những sự kiện có liên quan đến Đức Phật và cũng là dấu tích xác tín niềm tin cho đời sau. Đây là trụ đá Asoka còn lại trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng, ghi dấu một sự kiện trọng đại. Chính nơi thánh địa linh thiêng này, Bồ Tát Tất Đạt Đa đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Luật Tạng Nam Truyền ghi rằng, trong 49 ngày đầu sau khi thành đạo, Đức Phật đã ở 7 địa điểm khác nhau. Hồ Mukalinda này là địa điểm thứ 6. Tương truyền, lúc Đức Phật đang thiền định nơi đây, một trận mưa to gió lớn đã nổi lên. Rồng chúa Mukalinda đã xuất hiện, cuốn thân mình làm tòa ngồi và lấy đầu mình làm tán che mưa cho Đức Phật.
Khu thánh tích này hiện nay đang được ban quản trị Bồ Đề Đạo Tràng coi sóc và bảo vệ, tôn tạo cảnh quan xung quanh ngày một trang nghiêm và đẹp đẽ hơn. Chúng tôi dừng lại ở một xe bán bánh chiên có nhân chay, trông giống như bánh tay vạt ở Việt Nam. Người Ấn rất thích ăn đồ chiên, ngọt và luôn có nhiều gia vị. Những thứ quà bánh này giá rất rẻ. Một loại bánh mà người Ấn không thể thiếu trong bữa ăn của mình đó là bánh chapati. Chapati có nhiều loại khác nhau và là món quốc hồn quốc túy của người Ấn, giống như cà ri vậy. Bánh chapati dùng với cà ri là một bữa ăn được ưa thích của người Ấn. Bình thường, người ta chỉ dùng cà ri với cơm, thịnh soạn một chút thì ăn với bánh chapati. Có lẽ quá trình ủ bột cũng giống như làm bánh tiêu, nên khi chiên trong dầu, chapati phồng lên y như bánh tiêu. Tuy nhiên, chapati có vị béo hơn và không ngọt như vậy.